hai nghệ sĩ rất nhiều. Và xong phần 1 và bây giờ là đến phần 2, phần giao lưu. Và để mở đầu phần giao lưu hôm nay, Hồng Nhung sẽ đến với ba câu vọng cổ được mang tên Về Quê Ngoại, tác giả Thu An. Xin mời Hồng Nhung Tấn chuẩn bị. Thank you.
xin cảm ơn thành phần